Chấp nhận liên minh, người Cộng sản phải chấp nhận một tình thế mới. Họ có thể mất quyền lợi cá nhân, lẫn vị trí trong chiếc ghế quyền lực, nhưng bù lại đất nước sẽ thoát khỏi vòng kiềm tỏa nặng nề của Trung Quốc với họa mất nước nhãn tiền. Chọn lựa như thế nào trước câu hỏi này là chủ đề mà Mạc Lâm mời quý vị theo dõi sau đây. Trước việc Trung Quốc xây dựng một loạt các căn cứ quân sự trên các dãy đảo tại Trường Sa, mặc dù nhà nước chưa có một tuyên bố gì khác hơn so với trước đây, nhưng trên báo chí chính thống, nhiều ý kiến của các đảng viên cao cấp cho thấy sự uất ức lẫn lo ngại cho tình hình an ninh đất nước đang là mối lo hàng đầu hiện nay. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, đại biểu Quốc hội liên tiếp nhiều nhiệm kỳ, đã tuyên bố rằng hành động xây dựng của Trung Quốc còn nguy hiểm hơn giàn khoan HD-981 trước đây. Nó cho thấy quyết tâm dùng sức mạnh quân sự để khống chế Việt Nam, khẳng định đường lưỡi bò phi pháp của họ. Trước nguy cơ này, trí thức, đảng viên không thể im lặng theo nhà nước, mà không ít người trong đảng cho rằng liên minh với các nước, đặc biệt là Mỹ, sẽ kéo Việt Nam ra khỏi tầm tay Trung Quốc, và đây là cơ hội khó kiếm lần thứ hai. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến kiên trì trong hàng chục năm qua, cho biết nhận xét của ông. Trong cái giai đoạn này, thì tôi thấy Hoa Kỳ họ sẵn sàng chìa bàn tay ra để nắm lấy bàn tay Việt Nam, để mà cùng với Việt Nam giữ lấy cái Biển Đông. Mà cái việc giữ cái Biển Đông không chỉ vì quyền lợi của Việt Nam, mà còn vì quyền lợi Hoa Kỳ. Cái việc ngăn chặn âm mưu bành trướng của Đại Hán cũng là quyền lợi, không chỉ là quyền lợi của toàn nhân loại, mà là quyền lợi cũng sát sườn của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ phải ngăn chặn cho được cái sức vươn lên cạnh tranh không lành mạnh của Trung Quốc. Với một cái điều kiện thuận lợi như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam cần và phải xúc tiến nhanh cái việc liên minh liên kết với Hoa Kỳ. Trở ngại quan trọng nhất là yếu tố ý thức hệ mà Đảng Cộng sản hai nước liên quan quá chặt chẽ với nhau, đã khiến cho Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam không đủ quyết tâm tách rời ra khỏi quỹ đạo của nó. Mặc dù cả hai bên đều biết rằng chủ nghĩa xã hội nay chỉ còn là cái vỏ bọc đã lỗi thời lạc hậu. Trung Quốc chạy theo mục tiêu bá quyền nước lớn và Việt Nam nằm trên con đường xâm lấn của Bắc Kinh. Chỉ có hai cách tránh họa xâm lăng của Trung Quốc. Một là thỏa hiệp, nhắm mắt chờ đợi một biến cố nào đó xảy ra, cam chịu mọi sự ép buộc, trong đó mất dần chủ quyền biển đảo, một phần xương thịt quan trọng của đất nước. Thứ hai, từ bỏ chủ nghĩa xã hội, dứt khoát chặt đứt 16 chữ 4 tốt, quay hẳn về phía khác và chấp nhận liên minh với các nước, để tạo ra một vòng đai bảo vệ lấy mình bằng sức mạnh của liên minh. Để từ đó, yên tâm xây dựng thể chế chính trị nào phù hợp với ý nguyện toàn dân, vì một đất nước thực sự phú cường thịnh vượng. Rào cản lớn nhất cho vấn đề liên minh vẫn là từ cấp cao nhất trong bộ chính trị. Quyết sách liên minh mặc dù là lợi ích to lớn cho đất nước, nhưng khi quyết định chọn lựa phương cách này, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ngay lập tức đối diện với thử thách là liệu vai trò của đảng sẽ ra sao khi liên minh hình thành với hàng tá điều mà đảng phải từ bỏ. Ông Lê Công Giàu, một đảng viên kỳ cựu, nguyên phó bí thư thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nhận định của ông trong tình hình hiện nay. Hiện nay cái tình hình của Việt Nam là đòi hỏi một cái sự đổi mới cơ bản, chứ không phải đổi mới từng chút, từng phần đó. Tất nhiên là phải có cái thời gian. Bây giờ cái số trí thức ở trong đảng đó, cái suy nghĩ của họ là không phải bám vào những cái học thuyết, những cái lý thuyết mà bây giờ nó không còn phù hợp nữa. Người ta căn cứ trên thực tế những cái việc gì làm mà có lợi cho đất nước thì là người ta cũng sẵn sàng chấp nhận. Không như cách đây vài chục năm, tình hình nó khác, cái suy nghĩ nó khác. Còn bây giờ cái suy nghĩ theo tôi đó là người ta sẵn sàng từ bỏ những cái mà nó cũ để mà đi theo một cái mới. Ông Lê Công Giàu xác định một số lớn nhân sĩ trí thức, ngay cả đảng viên cũng đều muốn thay đổi theo hướng liên minh. Vì vậy họ chấp nhận không cần quyền lợi, vì sự an nguy của dân tộc là trên hết. Ông Giàu cho biết. Đối với lại người dân á, nhất là đối với lại những anh em trí thức á, qua nói chuyện thì tôi hiểu anh em rằng là thứ nhất là tình hình bây giờ nó đã thay đổi nhiều lắm rồi. Cái thế giới bây giờ đó nó khác cái cách đây vài chục năm, cho nên bây giờ đó là mọi cái suy nghĩ, mọi cái hành động là người ta căn cứ vào trong những cái tình hình nó mới. Đối với anh em trí thức ở Việt Nam thì họ nghĩ rằng là trong tình hình hiện nay, cái gì mà có lợi cho đất nước thì đều nên làm. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cho rằng quyết định tham gia vào một liên minh để giữ gìn bờ cõi là tất yếu và không thể khước từ dù bất cứ lý do gì. Cái tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cái tiếng gọi thiêng liêng của dân tộc là phải nhanh chóng thiết lập cái mối
liên minh liên kết với các lực lượng tiến bộ trên thế giới, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ, để mà giữ lấy chủ quyền, giữ lấy lãnh hải, lãnh thổ của dân tộc. Và Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm cho được. Nếu không thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải có tội lớn đối với đất nước và dân tộc này. Ông Trần Đỉnh, một đảng viên lâu đời và là người chấp bút cho việc viết tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả của quyển Đèn Cù, mô tả những câu chuyện thâm cung bí sử của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng người Cộng sản không phải lúc nào cũng trung thành với ý tưởng hay chủ thuyết mà họ đưa ra. Sau bao nhiêu năm sống chung, nhà văn Trần Đỉnh cho rằng người Cộng sản sẽ chấp nhận một trào lưu khác mà theo ông đó là chủ nghĩa cơ hội. Theo tôi nghĩ thì chắc là thế nào cũng có cái sự biến động, có sự thay đổi chứ không thể cứ gọi là như cũ được. Là vì tôi nói thật, người Cộng sản cũng hết sức là cơ hội, chứ không phải người Cộng sản là cái anh ấy được. Ta cứ xem lịch sử của Đảng Cộng sản nay người này mai người kia là bình thường. Thì theo tôi đến cái chỗ bế tắc ấy, thì người ta rất dễ có thể người ta phải tinh lại. Chứ không phải nó chỉ có một cái điều là cứ bảo thủ cứ đến cùng. Lịch sử đã chứng tỏ rằng Cộng sản ấy, người ta rất dễ, lúc cần đến người ta rất dễ có thể người ta đang đầu tàu cách mạng, người ta có thể đánh đầu tàu cách mạng được. Thì bây giờ đi với Mỹ theo tôi, đi với phương Tây theo tôi đối với họ cũng không có gì ghê gớm. Tại vì thế này, đảng không còn có nguyên vẹn là cái đảng một khối đó. Nó đã có những cái biến hóa, làm họ phải có cái suy nghĩ lại. Chứ không cần có phải cái, chỉ còn có một khối thống nhất. Chứ bây giờ mà có những cái chuyện như là nội bộ mà mâu thuẫn với nhau như vậy. Biến cố chính trị lớn nhất trong năm có lẽ là chuyến đi Hoa Kỳ sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù chuyến đi này chỉ là hình thức ngoại giao, nhưng qua nó, giới quan sát dễ dàng suy luận rằng ông Trọng dù sao cũng đang chấp nhận một vai trò khác trong cuộc chiến âm thầm với Trung Quốc, mà ông luôn được xem là tiên phong trong việc giữ gìn mối hữu nghị. Khi được hỏi liệu ông Tổng Bí thư có nhân cơ hội này mà xoay trục về hướng khác hay không, ông Trần Đỉnh, người nhiều năm sống và nghiên cứu về Trung Quốc, cho biết cảm nghĩ của ông. Theo tôi nghĩ rất có khả năng, là vì cái việc mà đang rất căng, đang rất là chặt chẽ với Mỹ, mà lại đồng ý đi thì theo tôi đấy là một cái tín hiệu ông muốn tỏ rằng ông không phải như người ta nói là ông ấy cứ kiên trì chỉ có đi với Trung Quốc. Còn ông thật tình đến là không biết. Trung Quốc nó có cái chữ hình thế bức nhân trong chính trị, hay hình thế là cái situation ấy, cái tình hình ấy. Bức nhân là nó bắt buộc con người, không thể không làm được. Hình thế bức nhân, cái chữ là Trung Quốc nó hay dùng. Nhân sĩ trí thức cho rằng cái không thể không làm đó sẽ là khởi điểm cho một quyết định có tính cách xoay đổi cả một chính sách. Đây là cơ hội vô cùng to lớn. Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm lấy và khai thác, nó cũng sẽ thay đổi tất cả mọi ác cảm dành cho ông, qua thành kiến cho rằng ông quá thân với Trung Quốc, đến nỗi vượt cả cơ hội lớn của dân tộc.